Không thủy cung nào trên thế giới có thể đem ra so bì với Cho Trà về diện cũng như là thể tích. Bên trong hàng tá bể cá là khoảng 10 triệu lít nước và hơn 120.000 loài sinh vật biển. Cá heo, cá voi hiếm thấy, cá mập nguy hiểm và cá nhiệt đới chỉ là một vài cái tên trong số du khách sẽ bắt gặp. Hãy chuẩn bị tinh thần dành ra từ 2 tới 4 tiếng đồng hồ tại địa điểm tham quan giữa trung tâm thành phố này, là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Atlanta. Do đó, để tránh đám đông thì du khách nên tới vào thời điểm mới mở cửa và nhớ đặt vé trước để tránh khỏi phải xếp hàng dài tại lối vào. Ở đây có chương trình xiếc cá heo kéo dài 30 phút, diễn ra mỗi ngày 2 lần và 4 lần vào ngày thứ Bảy, là hoạt động giải trí không thể bỏ lỡ. Các chú cá heo đã qua đào tạo sẽ tương tác với diễn viên trong một chương trình được xây dựng tỉ mỉ từ trang phục công phu, ánh sáng, hiệu ứng đặc biệt và nhạc nền hết sức ấn tượng. Cho Trà Aquarium mở cửa mỗi ngày trong suốt năm. Vé vào cửa thông thường đã bao gồm chương trình xiếc cá heo, rạp 4D và bất kể triển lãm tạm thời đặc biệt nào. Nếu bạn là một người yêu biển cả và muốn khám phá thế giới đại dương, thủy cung Cho Trà Aquarium chính là điểm đến lý thú không thể bỏ lỡ ở Atlanta. Bên cạnh công viên chủ đề Six Flags Over Georgia nổi tiếng hay vườn thú Atlanta, thủy cung Cho Trà Aquarium chính là một trong những địa điểm tham quan và vui chơi được nhiều du khách yêu thích. Khi đến nơi đây, bạn sẽ được khám phá một đại dương thu nhỏ, sinh động ngay giữa lòng thành phố, cùng nhiều trải nghiệm đầy thú vị. Tuy nhiên, để có chuyến tham quan thật hoàn hảo, trước hết bạn hãy tham khảo một số thông tin hữu ích dưới đây. Nằm ở thành phố Atlanta xinh đẹp, thủy cung Cho Trà Aquarium có diện tích gần 4.000 m² và hiện là ngôi nhà chung của hơn 120.000 sinh vật biển thuộc 500 loài khác nhau. Đặc biệt, từ khi mở cửa vào năm 2005 cho đến 2012, Cho Trà Aquarium chính là thủy cung lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, về sau nó đã bị vượt qua bởi công viên sinh vật biển ở Singapore. Với diện tích khổng lồ cùng nhiều loại sinh vật biển ấn tượng, thủy cung này được mệnh danh là một thế giới đại dương thu nhỏ ngay giữa Atlanta hiện đại. Hàng năm, nơi đây cũng thu hút một lượng lớn du khách và người dân địa phương đến tham quan, khám phá, đặc biệt là những vị khách có niềm đam mê về giới tự nhiên.
khu trưng bày lớn nhất cho tới nay là Ocean Voyager. Bể nước mặn này có chiều dài 87m, chiều rộng 38m và chiều sâu là 9m. Đây là nơi cư trú của cá mập voi, cá đuối, cá mú, cá mập và cá đuối gai độc. Du khách có thể chiêm ngưỡng chúng đằng sau ô cửa sổ dài 18m và cao 8m, hay dạo bộ qua đường hầm trong suốt, cắt ngang khu vực chính giữa. Đặc biệt khi đến với hồ cá cho trà khoa rườm thì các bạn có thể nhìn thấy cá mập voi hay còn gọi là whale shark. Ở đây có khoảng 4 con cá mập voi. Theo một cuộc khảo sát kéo dài hàng thập kỷ về loài động vật sống trong lòng đại dương, cho thấy cá mập voi là loài cá lớn nhất thế giới. Những con cá mập voi lớn nhất của loài này là cá mập voi cái. Các nhà khoa học đã thực hiện các phép đo kích thước và theo dõi tốc độ phát triển của cá mập voi đực và cá mập voi cái. Dữ liệu cho thấy con đực phát triển sớm hơn nhưng lại ngắn hơn con cái. Trong khi đó, cá mập voi cái phát triển chậm hơn, nhưng chúng phát triển trong suốt tuổi trưởng thành, cuối cùng vượt qua con đực. Cá mập voi cái dài trung bình lên tới khoảng 13 mét. Miệng của chúng vô cùng rộng, đạt tới 1,5 mét và bên trong có khoảng 300-350 chiếc răng nhỏ xíu. Những con cá mập voi thường sống ở vùng nước nhiệt đới và có thể sống lâu tới khoảng 70 tuổi. Thức ăn của chúng chủ yếu là sinh vật phù du, thực vật nhỏ và thỉnh thoảng là cá. Chúng được đánh giá là một sinh vật hiền lành và thân thiện với con người. Màu sắc cơ thể của chúng cũng thật là đặc biệt. Các sọc dọc và ngang nhạt tạo thành mô hình bằng cờ trên nền tối và các đốm sáng đánh dấu các vây và vùng tối trên cơ thể. Đầu rộng và phẳng, mõm hơi cục và miệng rộng. Một số đường gờ nổi bật của mô cứng thường được gọi là keels, kéo dài theo chiều ngang dọc theo mỗi bên cơ thể đến đuôi. Có 5 khe mang lớn ở mỗi bên vùng đầu, ngay trên vây ngực. Mô xốp đặc biệt bên trong khe mang được hỗ trợ bởi vòm mang của cá mập voi tạo thành một điểm độc đáo. Bộ lọc được sử dụng trong cho ăn. Một bộ cơ quan cảm giác ngắn thô sơ được gọi là dây thanh treo ở mỗi lỗ mũi. Cá mập voi có vây lưng trước lớn trên cùng và vây lưng sau và vây hậu môn nhỏ hơn.
Đây là cảnh cho cá mập vôi ăn ở hồ cá Georgia Aquarium. Miệng của cá mập vôi tương đối lớn, giúp nó thích nghi tốt với việc lọc thức ăn và chứa hơn 300 cái răng nhỏ ở mỗi hàm. Các nhà thủy học coi những chiếc răng này là cấu trúc tiền đình và chúng không đóng vai trò nuôi dưỡng. Khi cá mập vôi bơi mở miệng, nước biển đi vào khoang miệng và lọc qua các khe mang. Mô dạng lưới của khe mang bên trong hoạt động giống như một cái sàn bắt sinh vật phù du và các sinh vật nhỏ khác, trong khi cho phép nước đi qua và quay trở lại biển. Theo định kỳ thì cá mập vôi sẽ ngậm miệng để nuốt chửng con mồi bị kẹt lại. Cá mập vôi đôi khi kiếm ăn bằng đuôi cụp xuống và miệng há to lên phía trên mặt nước, cho phép nước và thức ăn vào miệng khi cá mập vôi lên xuống. Con mồi được bắt được bao gồm cả động vật phù du, động vật nhỏ như động vật chân đốt, tôm và các động vật không xương sống khác, và thực vật phù du như là tảo và các thực vật biển khác. Cá mập vôi cũng ăn khá lớn các loại cá lớn nhỏ và động vật thân mềm, bao gồm cá mồi, cá thu, cá cơm, cá mực và thậm chí là cá người nhỏ. Cá mập vôi hay còn được gọi là cá nhám vôi là loài cá lớn nhất thế giới hiện nay. Chúng không phải là cá vôi mà là cá mập. Cá nhám vôi hay là cá mập vôi được xếp vào danh sách là các loài cá có nguy cơ tuyệt chủng. Những con cá mập vôi này không tấn công và xé nhỏ con mồi giống như hầu hết họ hàng của chúng, trong khi cá mập là loài săn mồi. Cá mập vôi là những kẻ ăn có chọn lọc. Chúng mở miệng để nước đi vào bên trong và cơ thể của chúng lọc thức ăn ra và phun nước cùng với bất kỳ mảnh vỡ nào trở lại biển. Cá mập vôi cái sản xuất trứng, nhưng các con nở ra bên trong cơ thể mẹ thay vì trong nước giống như hầu hết các loài cá. Sau đó cá mẹ sẽ sinh ra khoảng 300 các con còn sống, mặc dù rất nhiều trong số chúng sẽ không thể sống sót đến khi trưởng thành. Cá mập vôi có tuổi thơ dài. Ở tuổi 25, các con cá con đã sẵn sàng để sinh ra thế hệ kế tiếp. Chúng có thể sống tới khoảng 100 đến 150 năm. Và đây là những thức ăn mà trong hồ cá Georgia Aquarium người ta chuẩn bị để cho cá mập vôi ăn. Again, their throat is about the size of a quarter, so it needs to be nice and small and smooth to go down. Next here we have what's called a silver side, again a very small, slender fish, nice and easy to swallow. Next we have Yushan's favorite food right here, which is a krill, right? It's just basically like a type of shrimp, and then even a smaller type of shrimp called mysids. So these are some items that Yushan really, really likes, and it's very important for us to make sure.
cá voi trắng không chỉ gây ấn tượng bởi bộ da trắng muốt vô cùng bắt mắt và đáng yêu, chúng là loài vô cùng thân thiện và có thể giao tiếp với con người, đặc biệt rất trung thành. Đây là loại vật vô cùng thông minh và thú vị. Chúng được con người huấn luyện và thuần chủng. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng loài này cũng càng ngày càng suy giảm do bị giết hại và ô nhiễm. Cá voi trắng là một loại cá khổng lồ và vô cùng thông minh của môi trường đại dương. Chúng được phân bố chủ yếu ở khu vực biển Bắc Cực, nhưng tập trung không đồng đều và liên tục. Nhiều nhất là dọc bờ biển Greenland, bờ biển Alaska và bờ biển Canada, hay tiểu vùng biển Bắc Cực. Ngày nay, do sự biến đổi về môi trường cũng như là tác động tiêu cực đến từ con người, loài này được chia vào danh sách động vật dễ bị tổn thương và có nguy cơ bị tuyệt chủng cao. Đây là loài có kích thước lớn và được nhiều người gọi là loài cá khổng lồ của đại dương. Chiều dài cơ thể của một con đực trưởng thành khoảng 4-6 mét, nặng 1.1-1.6 tấn. Còn con cái thì có kích thước nhỏ hơn một chút, với chiều dài khoảng 3-4 mét. Cân nặng của con cái trưởng thành trung bình cũng nhẹ hơn con đực vào khoảng 0.7-1.2 tấn. Toàn thân chúng không có vây và tương đối tròn, với khoảng 40-50% cơ thể là chất béo. Với đặc điểm này giúp chúng giữ ấm và đảm bảo có thể sinh tồn được trong mọi điều kiện. Ngoài ra, lớp mỡ này cũng có tác dụng trong việc giữ lại chất dinh dưỡng để hấp thụ dần. Phần đầu của loài này tròn với đôi mắt nhỏ và chiếc mõm nhọn, khá giống với loài hải cẩu. Đây là một loài vô cùng thông minh và có tính kỷ luật cao. Chúng cũng luôn hỗ trợ nhau. Chúng có thể giao tiếp và trao đổi với nhau nhờ vào hệ thống thu phát âm của cơ thể. Chiếc đầu hình quả dưa đặc biệt ấn tượng và khác biệt, với một phần thịt nhô cao lên hẳn. Nhiều người cho rằng đây là cấu tạo của hộp sọ to nên chúng mới có hình dáng như vậy. Nhưng thực tế thì cũng giống như loài cá tai tượng. Đây chỉ là một lớp mô mỡ và thịt. Đây chính là bộ phận cực kỳ quan trọng trong việc giúp loài này có thể phát thu sóng âm. Chính nhờ đặc điểm này mà chúng có thể giao tiếp, định vị được hướng di chuyển của kẻ thù. Nhận được sự ưu ái nên từ nguồn gốc tổ tiên của loài này đã có chiếc miệng đặc biệt. Khuôn miệng của chúng có thể phân tích được các mùi cũng như môi trường xung quanh để di chuyển. Đặc biệt với cấu tạo khuôn miệng độc đáo, chúng còn có thể phun ra bóng nước hình trái tim. Một điều thú vị khác mà loài này mang đến nữa chính là chúng đặc biệt rất thích ca hát. Không chỉ biết hát mà chúng còn có thể hát được và hứng thú với những giai điệu rất khó. Chúng có thể tạo ra khoảng 11 loại âm thanh rất bắt tai và giao tiếp được nhiều ngôn ngữ. Loài này là loài thông minh nhất của đại dương khi chúng còn có thể bắt chước được tiếng động. Cũng như đa số đồng loại, cá voi trắng là động vật có vú. Hình thức sinh sản là đẻ con. Thời điểm bắt đầu có thể sinh sản khá sớm, chỉ cần đạt khoảng 4-7 tháng là được. Tuy thời điểm bắt đầu sớm, nhưng thời gian mang thai của chúng rất lâu, khoảng 3-5 năm. Đây được coi là loài mang thai lâu nhất trong các loài, và con được nuôi bằng sữa mẹ. Cá voi trắng là một loài hiền lành và vô cùng trung thành với con người nếu được huấn luyện. Chúng thân thiện với con người, ngay cả khi bị tấn công cũng sẽ không làm con người bị thương. Loài này có tính cảm nhận tốt nên được con người nuôi để phục vụ biểu diễn xiếc nghệ thuật.
Và đây là cảnh xanh con của cá voi trắng ở hồ cá Cho Chào Aquarium. Cá voi trắng là loại động vật có vú, cho nên sau khi sanh con thì cá voi trắng con sẽ bú sữa mẹ. Trong khoảng 6 tháng đầu khi mới sanh con non sẽ hoàn toàn bú mẹ gần giống như con người, và đợi khi con hình thành đủ về kỹ năng và cứng cáp hơn thì con mẹ sẽ rời đi.